thường kìa. Anh dẫn gái về nhà anh làm chuyện bài bạc đến giường coi kìa má. Làm cái gì? Thấy sao nó vậy đó? Nói gì nữa giờ? Anh nói cho em biết luôn, Trang có bầu với anh rồi đó. Có bầu hả? Rồi sao? Tôi cho phép á. Chứ cô nhìn lại bản thân mình đi. Bao nhiêu lâu rồi cô có đẻ được không? Ừ? Ít ra bây giờ con bé Trang nó đang có bầu. Con của thằng Cường đó. Sao? Ức ức quá nhắm mà ra vô sống chung đụng nhau không được. Khó khăn quá thì thôi ly dị đi. Chừa cho nhau lối thoát vậy phải được hơn không? Mà có thể nói chuyện với con như vậy hả? Mẹ con với người là đồ khốn nạn. Có cái gì? Mày chửi ai nè? Bây giờ cuốn đồ bước ra khỏi cái nhà này. Tao sẽ đưa Trang về nhà. Đi ra ngoài đi em. Ở đây anh nghe nó nhức đầu lắm. Con ơi, chết rồi con ơi, có chuyện lớn rồi con ơi. Trời ơi, con biết cái gì không? Cái con quỷ Trang đó, má không biết nó là thứ quỷ yêu gì. Vậy mà nó dám chơi bùa chơi ngải, nó tính ám hại thằng Cường, ám hại má đó con. Má nói vậy là sao? Ui, đây nè, con coi đi. Đó, má lục tủ đó, cái này là bùa là ngải chứ còn gì nữa đúng không? Nhưng mà tại sao Trang lại yểm bùa má với lại anh Cường? Trời ơi, có gì đâu khó hiểu. Nó phải làm như vậy á thì thằng Cường mới u mê nó, rồi bỏ bê con. Thậm chí là má nè, làm sao mà má có thể cư xử xấu với con vậy được? Hồi nào giờ má phải người vậy đâu. Con nhỏ đó ếm bùa má đó, má nghi ngờ rồi. Từ ngày rước nó về á, má bệnh hoài, bệnh lên bệnh xuống, nằm liệt giường luôn, đi trị cách nào cũng không hết, là má nghi rồi. Cái người ta mới chỉ má tới gặp ông thầy bùa này nè. Má vừa tới gặp ổng là ổng chỉ thẳng vô mặt má, bà bị ếm nè. Ổng giải cho má, má mới tỉnh lại với con. Nhưng mà bây giờ má thì không sao rồi, nhưng mà còn thằng Cường chồng con. Bây giờ có cách nào để giúp thằng Cường chồng con không con? Cái gì đây hả? Mày pha cái gì cho thằng Cường đây? Cái này thuốc bắc con pha hàng ngày cho anh Cường uống mà có gì đâu mẹ. Mày xạo hả? Thuốc bắc gì thấy gớm vậy? Vậy mày uống cho tao coi. Mẹ mày xạo với tao hả? Rõ ràng cái này là mày tính bỏ bùa, bỏ ngải, mày hãm hại thằng Cường con tao đúng không? Mẹ, cái gì mà lớn tiếng như vậy? Có chuyện gì vậy? Sao vậy? Hả? Mẹ làm tao đánh nó đó. Sao mẹ đánh vợ con? Chứ mày coi nó nè, bằng chứng rõ ràng rồi nè. Nó bỏ bùa, bỏ ngải, nó chuốc thuốc mày bấy lâu nay mày không biết gì hết trơn hả? Sao mày u mê quá vậy? Ủa mẹ nói cái gì vậy? Đây là thuốc bắc, vợ con làm cho con uống mà, con uống hàng ngày. Bùa ngải gì đây? Mày không có biết gì hết trơn á. Nó bỏ bùa bỏ ngải cho mày đó, không có thuốc bắc gì ở đây hết á. Trời ơi, con uống cho mày coi nè. Không có cho uống mà. Mày mẹ. Mày nói nhiều với cô ta làm cái gì vậy? Cứ đuổi cô ta ra khỏi nhà là được mà. Cậu, đưa nó đi cậu. Mày buông ra. Mày muốn tao chết mày mới vừa lòng hả? Buông ra cái này. Mày làm cái gì vậy? Mẹ. Buông ra. Mẹ. Đi. Dạ. Nó cười nữa.
đi. Khỏi. Đi đâu? Thầy bùa rỡm hả? Đồ giả chứ gì. Té ra là cô thuê thằng cha này để tính lừa gạt gia đình tôi đúng không? Nãy giờ tất cả mọi chuyện tôi nghe tôi thấy hết rồi đó. Nghe thấy hả? Có thu âm lại nữa. Có cần gửi cho công an luôn không? Ta khỏi đi. Nghe công an thấy sợ quá. Mày giỏi quá ha. Tôi làm á. Rồi sao? Hả? Ai kêu hai mẹ con bà nạn với tôi chi? Má ơi, tôi mới là con dâu của má nè, má là vợ của con trai má nè. Vậy mà má để thằng con trai của má sẵn sàng dẫn gái về nhà rồi ngủ trên giường của tôi. Sau đó má làm cái gì? Má đuổi tôi ra khỏi nhà. Tại vì tôi không đẻ được. Nhưng mà bọn tôi muốn hả? Vậy á mới vừa với mày. Ủa mày tưởng mày hiền là mày ngoan hiền nết na lắm hả? Chỉ cái đồ thâm độc xấu xa mới nghĩ ba cái trò đê tiện này biết chưa. Mày cũng đâu có vừa gì. Cho nên tao với con trai tao đuổi mày ra khỏi nhà là quá đúng với mày rồi. Mày đừng có hòng bao giờ được bước về nhà tao biết chưa. Alo tôi nghe. Phải. Tôi là má chồng của con Trang. Cái gì? Xảy ra ai? Rồi bây giờ con Trang nó sao rồi? Cháu tôi nó đang ở bệnh viện nào? Rồi, tôi tới liền.